Dạ, lời nói đầu tiên cho em xin chào quý cô chú và anh chị em ạ. Dạ, chúc cô chú anh chị em nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài ạ. Dạ, hôm nay em có quay clip quay báo giá một số trang mẫu đơn. Dạ, mong cô chú anh chị em mọi người xem thích ủng hộ ạ. Dạ, giờ mình bắt đầu giao lưu. Dạ, bắt đầu giao lưu mã số 1 là cây phụng hoàng cam ạ. Cây phụng hoàng cam này hoa rất là đẹp luôn, màu sắc rất là sặc sỡ. Đó. Cây chiều cao 35, ngang 35. Cao 35, ngang 35, mã số 1. Em giao luôn với giá là 300k bao ship luôn ạ. À. Một cốt đây. Dạ, hoa rất là đẹp luôn, phần tàn rất là tròn. Rồi, mã số 2. Mã số 2 cũng là cây phụng hoàng cam. Chiều cao 35, ngang 35 luôn. Cây đang ôm nụ bông bông luôn. Cây gì tới nhà vẫn còn bông chơi luôn. Cao 35, ngang 35, mã số 2, phụng hoàng cam. Em giao luôn với giá là 300k, em bao ship luôn ạ. Mã số 1, mã số 2, cây nào cũng 300k bao ship. Rồi, quay tới mã số 3. Mã số 3 là cây vàng sọc Bến Tre. Mã số 3 là cây vàng sọc Bến Tre, chiều cao 70. Cây một cốt phân tàn rất là dày luôn, cho anh em cô cháu gì chú về các giống làm giống cũng được, nhánh tượng nhóc luôn. À, mặt hoa rất là đẹp luôn, có sọc rất rõ nét luôn, bông nào cũng như bông nấy luôn, hoa rất là đẹp. Rồi, cái này chiều cao là 70, rồi em giao lưu với giá là 250k bao ship luôn. Mã số 3 vàng sọc Bến Tre, 250k bao ship luôn. À, anh chị em nào có chốt em có ghi số điện thoại số Zalo trên màn hình á, cô chú anh chị em vào xem chốt đơn qua số điện thoại Zalo ạ. Rồi mã số 4, tiếp theo là mã số 4. Mã số 4 là cây Pháp đỏ hoa mai, hàng siêu tầm, hàng giống mới luôn, cánh hoa rất là to mà bông cũng to, cánh hoa to luôn, hoa 5 cánh với 4 cánh rất là đẹp, cánh hoa to mặt bông cũng to, đột biến từ lá luôn, lá rất là cứng rất là dày, chân hoa cũng to dày cứng luôn, tai bông rất là cứng, hoa rất là đẹp luôn. Rồi hàng giống mới, hàng đã siêu tầm luôn. Rồi cây này, mã số 4 là cây Pháp đỏ hoa mai, chiều cao 25. Rồi cái này em giao luôn với giá là 200k bao ship luôn ạ. Rồi qua tới mã số 5. Mã số 5 là cây Pháp đỏ hoa mai. Pháp đỏ hoa mai, chiều cao là 95. À, cây đang ôm nụ luôn, chiều cao 95, mã số 5. Rồi giao lưu với giá là 500k Pháp đỏ hoa mai, cây đang ôm nụ luôn. Cây này khúc này được ba lá luôn rồi mà cô chú anh chị em. Loại này là ba lá rất là nhiều, đột biến là ba lá nè. Một mắt lá là ba lá luôn. Rồi cây này, mã số 5 là giao lưu với giá 500k Pháp đỏ hoa mai. Rồi tới mã số 6. Mã số 6 là cây hường Dubai. Chiều cao 85, tán ngang 50, hường Dubai. Hai cây cũng đều nhau. Cây mã số 6 và cây mã số 7. Đó. Cây mã số 6 là cây hường Dubai. Cái phơm tàn rất dài, chân dài luôn một cốt. Mình thân có nhỏ hơn con thấy Út chút xíu. Mặt hoa rất là đẹp, rất là lạ, màu hoa đẹp lạ, màu hoa rất là ngọt luôn. Hường Dubai giống mới luôn. Rồi, cây này em giao lưu với giá là 300k, mã số 6, hường Dubai. Chiều cao 85, em giao lưu với giá là 300k bao ship luôn ạ. Rồi, qua tới mã số 7, mã số 7 cũng là cây hường Dubai luôn. Chúng hai cây tương đối giống nhau. Đó. Cái này chiều cao 85, ngang của 50. Đó. Cái này em Zalo cũng với giá là 300k cho mã số 7. Hường Dubai mã số 7 là 300k bao ship luôn ạ.
Rồi, tới mã số 8. Mã số 8 là cây đỏ cánh kép. Đây, mã số 8 là cây đỏ cánh kép, hàng đột biến lá nhỏ ra nè. Giờ có anh em gọi là đỏ kép Ngọc Châu, đây là đỏ cánh kép nó luôn, một cốt. Cây này chiều cao 54 cm, chiều cao 54. Đó, có tược nhánh cho anh em về làm giống luôn. Cây này cánh hoa nó rất là đẹp, cánh hoa nó nhiều lớp, nhìn cánh hoa sen nó rất là đẹp luôn, màu đỏ tươi. Rồi, cây này mã số 8 em Zalo có giá là 400k bao ship cho cây đỏ cánh kép chiều cao 54 cm ạ. Rồi, tới mã số 9. Mã số 9 là cây Phượng Hoàng Kim. Cây này chiều cao là 69 cm, Phượng Hoàng Kim. Một cốt chiều cao là 69 luôn. Đó, hoành thân cả ngón tay út rất là đẹp. Hoa nó màu vàng, cánh hoa dày lá rất là dày luôn. Rồi cái mã số 9 là cây Phụng Hoàng Kim chiều cao 69, anh Zalo với giá là 200k bao ship ạ. Rồi tới mã số 10. Mã số 10 cũng là Phụng Hoàng Kim mà nó đột biến ra cái màu hường cam đó. Vàng vàng cam cam này. Hoa rất là đẹp, rất là lạ đó. Đây cũng đây nè, hàng đột biến luôn, có lá bông cánh bông cũng có Phụng Hoàng Kim mà nó đột biến ra vậy đó. Rồi cây này chiều cao là 40, ngang 35. À, cây này hoa rất là đẹp luôn, em Zalo với giá là 300k bao ship cho mã số 10. Mã số 10 300k bao ship luôn. À, Phụng Hoàng Kim đột biến rất là đẹp. Rồi, tới mã số 11. Mã số 11 là cây vàng dạ quang. Vàng dạ quang, cây có chiều cao là 30. Đó, cũng hàng đột biến luôn. Lá y chang của bông cam dạ quang nhưng mà bông nó là màu vàng và nó có chạy rìa sọc đỏ nhuyễn ngoài. Rồi, chiều cao là 30 cho mã số 11 vàng dạ quang, em Zalo với giá là 300k. Rồi mã số 2 cũng là vàng dạ quang, chiều cao cũng 30, mua giao lưu cũng với giá là 200k. Rồi anh chị em và cô chú có chốt thì em có ghi số điện thoại là trên màn hình ạ. Rồi mã số 13 là cây vàng son Cần Thơ. Vành thân non ngón tay út chút xíu. Chiều cao là 70, cây vàng son Cần Thơ chiều cao 70. Phong tàn cũng rất là đều, bốn bên bốn tược phong tàn đều. Rồi trên đây còn lên hai tược nhỏ nữa. Rồi vàng son Cần Thơ mã số 13, chiều cao 70, em Zalo với giá là 350k, 350k bao ship ạ. Rồi mã số 14. Mã số 14 là cây Mỹ Cam Sọc. Mã số 14 là cây Mỹ Cam Sọc. Dạ mặt hoa đây ạ. Dạ, cánh hoa có rìa sọc này. Trong hoa nó già chừng nào thì sọc lên gõ chừng đấy. Cây chiều cao 80, mã số 14 Mỹ Cam Sọc, em Zalo với giá là 150k bao ship ạ. 150k cây Mỹ Cam Sọc ạ. Rồi, tới mã số 16. Mã số 16 là cây Linh Sam Song Hinh. À, cây này cũng có vô dây mọng nước hay mới gỡ dây ra rồi. Cây này rất là già cây. Cây này chiều cao là 45. Tán ngang là 60, cao 45, tàn ngang là 60. Hoành thân ngay đây là 16. Rồi, đâu quanh cũ vòng qua đây là 40. Hoa rất là đẹp luôn. Linh Sam Song Hinh trong nó rất là xiên bông, có khô khô cắt cắt nước một hai ngày là nó có bông thôi. Rồi cây mã số 15 là cây Linh Sam Song Hinh rất là đẹp. Rồi, cây này em giao luôn với giá là 600k bao ship ạ. À. Rồi cô chú cô, anh chị em có chốt thì về mình thay chậu kiểu đẹp đẹp mình chơi đó, tại em thay cái chậu này giờ cây nó không không có đẹp. Rồi
Mã số 15 là 600k bao ship ạ. Rồi qua tới mã số 16. Mã số 16 là cây đinh lăng. Ồ mày xin lỗi. Là cây cần thăng. Sao bị chạy chúng về. Là cây cần thăng. Chiều cao là 20, tán ngang là 30. Đâu có hoành cũ ở đây là 26. Ồ, cây có dáng là mẫn tử. Rồi cây này em giao lưu với giá là 300k bao ship cho mã số 16. Cái cần thăng mã số 16 là 300k. Rất là đẹp luôn, về hai chậu kiểu là đẹp. Rồi qua tới mã số 17. Mã số 17 cũng là cây cần thăng. Dáng trực lắc, hình có hình đế có hình thú nè, rất là đẹp. Rồi cái này chiều cao 30, ngang 30 luôn. Cây này em giao lưu cũng với giá là 300k, mã số 17 300k, cây cần thăng. Rất là đẹp luôn, 300k thôi. Em cô chú chốt về thay cái chậu kiểu là mình trưng bày rất là đẹp. Rồi, tới mã số 18. Mã số 18 là cây hoa giấy ghép cẩm thạch hai màu, hoa giấy ghép cẩm thạch hai màu, dạ màu hồng rất đẹp và màu tím. Đó, hoa giấy ghép cẩm thạch ghép gốc Mỹ. Rồi mình chiều cao nó là 75, cao 75, ngang 80. Rồi mình eo đó là 11, eo ở đây là 11. Rồi, cây này em giao lưu với giá là 450k bao ship ạ. Rất là đẹp luôn, hai màu, màu giấy ghép cẩm thạch. Rồi, 450k bao ship ạ. Dạ, mã số 15, 18 cũng là mã số sao ạ. Em cũng xin kết thúc buổi báo giá số trang mẫu đơn và hoa kiển ạ. Dạ, em kính chúc cho cô chú, anh chị em nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài ạ. Dạ, chân thành cảm ơn ạ. Dạ. Hẹn gặp lại những clip sau ạ. À.